chẳng thấy có thánh đế khổ cũng chẳng thấy có thánh đế tập diệt đạo có thể sanh nghi hoặc do dự chẳng thấy có bốn tịnh lự cũng chẳng thấy có bốn vô lượng bốn định vô sắc có thể sanh nghi hoặc do dự chẳng thấy có tám giải thoát, cũng chẳng thấy có tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ có thể sanh nghi hoặc do dự, chẳng thấy có năm loại mắt, cũng chẳng thấy có sáu phép thần thông có thể sanh nghi hoặc do dự, chẳng thấy có pháp môn tam ma địa, cũng chẳng thấy có pháp môn đà la ni có thể sanh nghi hoặc do dự, chẳng thấy có mười lực Phật, cũng chẳng thấy có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng có thể sanh nghi hoặc do dự, chẳng thấy có quả dự lưu, cũng chẳng thấy có quả nhất lai bất hoàn a la hán có thể sanh nghi hoặc do dự, chẳng thấy có quả vị độc giác có thể sanh nghi hoặc do dự, chẳng thấy có trí nhất thiết cũng chẳng thấy có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể sanh nghi hoặc do dự, chẳng thấy có địa vị phàm phu, cũng chẳng thấy có địa vị thanh văn, địa vị độc giác, địa vị Bồ Tát, địa vị Như Lai có thể sanh nghi hoặc do dự. Này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Hết quyển thứ 325